đang đi đường bất ngờ gặp thần tượng, một chiếc xe bus nháo nhào vì Nu Phước Thịnh. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại tiết mục biểu diễn của Nu Phước Thịnh tại một sân khấu ca nhạc, là cái tên đình đám trong thị trường nhạc Việt, thế nên sự xuất hiện của Nu Phước Thịnh đã khiến khán giả có mặt khó lòng ngó lơ. Trong clip được chia sẻ, nam ca sĩ mang đến ca khúc với phần âm nhạc sôi động cùng vũ đạo đẹp mắt, Nu Phước Thịnh đã rất thành công trong việc khuấy động không khí của đêm diễn. Là sự kiện được diễn ra ngoài trời, cộng với việc Nu Phước Thịnh chốt show cho đêm diễn, thế nên con đường này đã trở nên ùn tắc, khiến các phương tiện giao thông di chuyển không hề dễ dàng. Đáng chú ý, trong lúc một chiếc xe bus đang chật vật di chuyển trên đoạn đường mà Nu Phước Thịnh biểu diễn, một số hành khách có mặt trong xe đã không ngần ngại việc đứng lên để cùng quẩy với Nu Phước Thịnh trong tiết mục này, khiến ai cũng bất ngờ. Không chỉ lượng khán giả đông đảo có mặt quanh khu vực sân khấu, mà những hành khách trên chuyến xe bus cũng cuồng nhiệt không kém. Có lẽ phần đông khán giả trên chiếc xe ấy, chính xác là fan của Nu Phước Thịnh, nên mới có phản ứng nồng nhiệt đến thế. Đồng thời, đây ắt hẳn sẽ là sân khấu đặc biệt, khó quên trong sự nghiệp của giọng ca Thương Em là điều anh không thể ngờ. Trong năm qua, Nu Phước Thịnh dường như khá im ắng về các sản phẩm âm nhạc bom tấn của mình, khác hẳn với những năm trước đây. Mặc dù thế, nam ca sĩ vẫn thường xuyên đi diễn để gặp gỡ khán giả hay tổ chức các đêm nhạc cá nhân. Tuy vậy, người hâm mộ Nu Phước Thịnh vẫn đang rất mong chờ vào những kế hoạch, dự án âm nhạc chỉnh chu, bùng nổ của nam ca sĩ trong thời gian tới. Hát nhạc dân ca, Phương Mỹ Chi bất ngờ được nhận xét giống với Cẩm Ly. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Phương Mỹ Chi tại một đêm nhạc trên Đà Lạt cách đây khá lâu. Tuy nhiên, tiết mục này của Phương Mỹ Chi lại nhận về nhiều sự quan tâm, bởi đây là lần hiếm hoi mà nữ ca sĩ thể hiện một ca khúc dân ca của Cẩm Ly. Trong clip, Phương Mỹ Chi đã khiến người hâm mộ thích thú khi thể hiện ca khúc Trồng Sa của đàn chị Cẩm Ly, vốn là một bài hát dân ca nổi tiếng, làm nên tên tuổi của chị Tư, thế nên không ít người đã lo lắng rằng liệu Phương Mỹ Chi có thể hiện tốt bài hát này. Mặc dù tuổi đời còn trẻ, thế nhưng Phương Mỹ Chi lại sở hữu lợi thế khi có chất giọng trữ tình đầy ngọt ngào. Không những thế, cách lấy hơi, luyến lái của Phương Mỹ Chi khi thể hiện bài hát này cũng được nhiều người nhận xét rằng có nét tương đồng với Cẩm Ly. Có lẽ cùng là những ca sĩ chuyên dòng nhạc dân ca trữ tình, thế nên cách nhả chữ, nhấn nhã của Phương Mỹ Chi và Cẩm Ly có sự giống nhau cũng là điều dễ hiểu. Bên dưới đoạn clip được chia sẻ, ngoài những ý kiến bất ngờ vì độ tương đồng của Cẩm Ly và Phương Mỹ Chi khi thể hiện bài hát này, thì phần lớn người nghe đều đánh giá cao giọng hát ngày một mùi mẫn, có cảm xúc của cô bé dân ca. Thời gian qua, Phương Mỹ Chi đã cho thấy năng suất làm việc chăm chỉ khi thường xuyên cập nhật hình ảnh chạy show ca hát, đặc biệt, series Chi được nữ ca sĩ cho ra mắt trong năm 2022 vừa qua cũng nhận được nhiều hiệu ứng tích cực từ phía khán giả. Thông qua sản phẩm này, Phương Mỹ Chi cũng cho thấy sự thay đổi về mặt hình ảnh, không còn là cô bé dân ca nhỏ xíu ngày nào, nay giọng ca 20 tuổi đang ngày càng trưởng thành hơn, linh hoạt hơn và dám thử sức, đổi mới bản thân trong nhiều dòng nhạc khác, nhiều tạo hình đẹp mắt, ấn tượng, phù hợp với độ tuổi. Khi Cẩm Ly và Như Quỳnh cùng hát một ca khúc, dân mạng đánh giá ai cao hơn? Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại một sân khấu trình diễn gây lú của Cẩm Ly và Như Quỳnh. Theo đó, bằng kỹ thuật chỉnh sửa, cư dân mạng đã khiến nhiều người lú cực mạnh khi lồng ghép tiếng hát của Cẩm Ly vào phần hình ảnh của Như Quỳnh và ngược lại. Tại hai sân khấu trình diễn khác nhau, cả hai đã cùng nhau thể hiện ca khúc Trồng Sa. Liệu rằng khi đụng độ chung một ca khúc, Như Quỳnh và Cẩm Ly, ai sẽ được cộng đồng mạng đánh giá cao hơn? Bên dưới đoạn clip được chia sẻ, dân mạng đã chia ra thành nhiều luồng ý kiến khác nhau, phần đông đều cho rằng Cẩm Ly vốn là người thể hiện chính thức của ca khúc này, nên cách hát mộc mạc giản dị, nhưng đầy mạnh mẽ và dứt khoát của nữ ca sĩ đã chiếm được nhiều tình cảm từ phía người nghe. Thế nhưng, cũng có không ít ý kiến khác cho rằng, mặc dù không phải là chủ nhân ca khúc này, thế nhưng Như Quỳnh vẫn có một màn trình diễn vô cùng tròn trịa khi phô diễn được chất giọng trong trẻo, luyến lái đầy màu sắc khác nhau của mình. Nhìn chung, cả hai đều đã khai thác rất tốt những thế mạnh trong giọng hát của mình để vận dụng vào ca khúc này. Cẩm Ly và Như Quỳnh đều là những nữ ca sĩ gạo cội, thuộc hai thể loại âm nhạc khác nhau. Nếu Cẩm Ly đã gặt hái được rất nhiều thành công khi chuyển hướng từ nhạc trẻ sang dân ca trữ tình, thì Như Quỳnh cũng không hề kém cạnh khi vang danh trong nước lẫn hải ngoại bởi những ca khúc bolero đình đám của mình. Dù đã rất nhiều năm trôi qua, thế nhưng hai màn trình diễn Trồng Sa của Cẩm Ly và Như Quỳnh vẫn nhận được rất nhiều sự yêu mến từ giới mộ điệu. Thời gian gần đây, Cẩm Ly cũng đã bắt đầu có những đêm nhạc cá nhân tại những phòng trà ấm cúng,
nhằm mục đích tri ân và gặp gỡ khán giả. Như Quỳnh cũng năng suất không kém, khi cuối năm 2022, nữ ca sĩ đã tổ chức thành công live show The Best of Như Quỳnh, thu hút lượng khán giả lớn tham dự, người hâm mộ hiện vẫn đang mong chờ vào những dự án âm nhạc sắp tới của cả hai. Con gái Phi Nhung liên tục đón tin vui, loạt mong ước của mẹ thành sự thật. Phi Nhung đã đi xa mãi mãi, nhưng người thân, khán giả của nữ ca sĩ không thôi mong nhớ về cô. Ngày 10 tháng 4, những người thân thiết với cố ca sĩ đã tổ chức lễ viếng, mừng sinh nhật của giọng ca bông điên điển. Dù nguôi ngoai được phần nào nỗi đau, song ai cũng cảm thấy đau lòng trước sự ra đi của Phi Nhung, một người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh. Wendy Phạm, con gái cố ca sĩ Phi Nhung, thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc thường ngày của gia đình, đặc biệt là về người mẹ đã khuất trên trang cá nhân. Mới đây, cô đăng tải loạt ảnh của hai quý tử với dòng chú thích đính kèm: hôm nay gia đình được thêm tin vui về học hành của anh hai nữa, niềm hạnh phúc của mẹ là hai đứa cháu ngoại của Phi Nhung học giỏi. Theo đó, Wendy Phạm hào hứng khoe với khán giả, con trai đầu lòng Nathan đạt thành tích tốt trong học tập, cô và ông xã không giấu được sự hạnh phúc khi quý tử chăm chỉ đèn sách và gặt hái được trái ngọt. Cách đây không lâu, con gái cố ca sĩ Phi Nhung cũng khoe với người hâm mộ về thành tích học tập của Nathan. Theo đó, cậu bé đạt nhiều điểm tốt trong kỳ thi khi theo học tại ngôi trường mới. Đầu tháng 3 năm 2023, Wendy Phạm cũng thổ lộ với mẹ yêu và khán giả về tin vui của tổ ấm nhỏ. Mẹ ơi, hôm qua là một ngày vui của gia đình mình. Nathan vẫn tiếp tục làm cho mẹ hãnh diện với em nữa rồi. Sau khi chuyển đến Florida, Nathan đang học tại một ngôi trường khó khăn hơn trước. Anh hai đã cố gắng rất nhiều, thi tốt và toàn 100% với thêm điểm nữa, cô xúc động viết trên trang cá nhân. Chưa đầy nửa năm 2023, nhưng gia đình Wendy Phạm và ông xã Việt Kiều đón nhận không ít tin vui, đúng với những mong ước của Phi Nhung lúc sinh thời. Sau khi mẹ ra đi mãi mãi, cô dần cân bằng được cuộc sống. Điều này khiến khán giả không khỏi vui mừng, khán giả không khỏi cảm động trước tình mẫu tử ngọt ngào của Wendy Phạm và Phi Nhung. Dù âm dương cách biệt, nhưng cô vẫn luôn bày tỏ nỗi nhớ, tâm sự nỗi lòng với mẹ thường xuyên. Trước đây, Wendy Phạm khiến khán giả ngỡ ngàng khi thuật lại câu chuyện ly kỳ về chú bướm đen dõi theo mình khi đi làm. Đối với cô, đó là hiện thân của mẹ. Ở nơi xa, Phi Nhung chắc hẳn cảm thấy tự hào và mãn nguyện khi những ước nguyện của bản thân dành cho con cháu lần lượt trở thành hiện thực. Bên cạnh đó, khán giả cũng đồng cảm, nể phục Wendy Phạm khi cô cố gắng vượt qua nỗi đau mất mẹ để tiếp tục cuộc sống ý nghĩa. Dù cố ca sĩ Phi Nhung không còn trên cõi đời, nhưng đồng nghiệp, khán giả luôn động viên, chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống của Wendy Phạm. Hồ Quang Hiếu chính thức công khai danh tính bạn gái, nhan sắc khiến khán giả bất ngờ. Mới đây, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã chính thức công khai danh tính của bạn gái sau thời gian hẹn hò. Theo đó, bạn gái của nam ca sĩ là Tuệ Như, sinh năm 2000, quê Cà Mau, cao 1m8, hiện là người mẫu tự do được 2 năm. Theo đó, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như lần đầu gặp gỡ trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn bè. Khi ra về, Tuệ Như đi nhờ xe Hồ Quang Hiếu, cả hai trò chuyện và xin Facebook của nhau. Ban đầu cả hai thừa nhận không hề có ấn tượng gì về đối phương. Thời gian sau, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như dần cảm mến vì nhận thấy nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ và cùng mong muốn xây dựng tổ ấm gia đình. Cô cho biết, trước đây từng trải qua 3 mối tình nhưng không có kết quả. Đến khi gặp Hồ Quang Hiếu, cô bị chinh phục bởi sự thật thà, chân thành của anh và quyết định nên duyên vợ chồng. Thú thật, tôi còn khá trẻ, đôi khi sẽ không kiềm chế được cảm xúc trẻ con của mình. Nhưng anh Hiếu đã chia sẻ, trò chuyện để tôi hiểu vấn đề, tôi cảm nhận anh là bờ vai vững chắc, là trụ cột của gia đình. Đến hiện tại, tôi vẫn chưa thấy anh Hiếu có điểm xấu nào. Ở bên anh, tôi cười suốt ngày, Tuệ Như chia sẻ. Hồ Quang Hiếu nói, anh cao 1m72, nên rất ngại khi đi bên cạnh Tuệ Như. Ca sĩ chọn giải pháp mang giày độn chiều cao để bớt tự ti. Tôi thường đi trước bạn gái để đỡ quê về chiều cao. Tôi chỉ không thích chiều cao của bạn gái thôi, còn mọi thứ đều hoàn hảo. Tuy còn trẻ, nhưng Tuệ Như có suy nghĩ chín chắn, là người phụ nữ của gia đình. Tôi từng mất niềm tin vào tình yêu, nhưng khi gặp Tuệ Như, tôi như được trẻ ra và có nhiều cảm xúc mới mẻ, ca sĩ tâm sự. Theo Hồ Quang Hiếu, chuyện tình cảm của anh và Tuệ Như được gia đình hai bên yêu thương, ủng hộ. Ca sĩ cùng bạn gái đang lên kế hoạch có em bé trước, kết hôn sau. Nhiều người bảo chúng tôi quá vội vì mới yêu 3 tháng đã muốn có con, nhưng chúng tôi đã trưởng thành, chín chắn, nên suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định điều gì. Tôi đã già rồi, phải xác định thôi, sợ sống trong cô độc lắm, việc có con trước cũng nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Khi con lớn, chúng tôi mới kết hôn, để con chứng kiến ngày hạnh phúc của bố mẹ, Hồ Quang Hiếu bày tỏ.
Cũng theo giọng ca con bướm Xuân, sau khi lập gia đình, anh sẽ bớt chạy show lại, dành thời gian cho vợ con. Dĩ nhiên tôi cũng cần có người vợ hiểu và chia sẻ với mình, đó mới là điều quan trọng. Ngược lại, tôi cũng phải quan tâm, yêu thương người đồng hành với mình nhiều hơn, anh nói thêm. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.